Lượt thứ nhất, đồng chí Hiếu, đồng chí Tuấn, đồng chí Hải và đồng chí Phến. Ra vị trí. Đó, đó, đó. Cố lên anh em ơi. Ôi tiếp ơi, toàn dữ dữ không à. Lúc mà em nghe tên của bốn đối thủ ở team của em thì là bảng tử thần rồi. Thì em hiểu. Tôi nhắc lại về tư thế chuẩn bị. Sẵn sàng. Cố lên. Ui. Trời ơi, thiếu rồi, thiếu kìa. Lượt 1, đồng chí Tuấn giành chiến thắng. Tôi chưa biết gì đang xảy ra. Đâu có chuyện gì xảy ra đâu đồng chí Phấn. Khởi động cho khối vô. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media.